Cô gái này lần đầu đi giao hàng, vô tình làm gãy chiếc vòng tay trị giá 50.000 tệ của chàng trai giàu có này, cô gái vội vàng giải thích rằng cô không cố ý. Hóa ra đây không phải lần đầu hai người gặp nhau, vừa rồi cô gái đi điền đơn xin trao đổi sinh viên, vội vàng, cuối cùng cô cũng đuổi kịp thang máy, nhưng bị chàng trai từ chối ngoài cửa thang máy. Chàng trai này tên là Cố Ngôn Lạc, cô quá bất lực buộc phải đi thang bộ, chạy nhanh vào phòng thay đồ và thay một bộ váy dịu dàng, đi chưa được xa, cô gái thấy một cảnh nóng bỏng, Cố Ngôn Lạc đang thay quần áo cô gái nhìn cơ bụng tắm múi của anh bất ngờ che miệng của cô lại cô sợ cô hét lên nhanh chóng rời khỏi nơi xấu hổ này cuối cùng cô gái đã tìm thấy nơi để điền mẫu đơn bạn học nói với cô gái rằng cô đã đến muộn yêu cầu cô gái đến trường quay để nộp đơn lúc này cô gái vừa đến trường quay cô bỗng được nhân viên bên trong đẩy lên sân khấu yêu cầu cô tương tác với cố ngôn lạc cô gái quay lại và thấy đây chẳng phải là cố ngôn lạc vừa rồi sao cô gái không thích anh chút nào trong bài phát biểu của cố ngôn lạc anh thấy khuy áo cô gái không cài chỉ muốn nhẹ nhàng nhắc nhở cô ấy nhưng cô gái đã tát anh tại chỗ đây là buổi phát sóng trực tiếp mọi người đang xem đều ngỡ ngàng trước hành động này cô gái vừa rời trường quay lại bất ngờ nhận được một đơn đặt hàng hỏa tốc cô thay đổi nhanh chóng và vội vàng đi đến đó thực sự là oan ra ngõ hẹp đây không phải là cố ngôn lạc vừa bị đánh sao anh không nhận ra đó là cô yêu cầu cô gái tự mở hộp ra để mình kiểm tra kết quả là do cô đã lo lắng quá vô tình làm rơi chiếc vòng tay xuống đất cô gái vội vàng giải thích rằng cô không cố ý nhưng Cố Ngôn Lạc đã nhận ra cô, tưởng rằng cô gái là một kẻ theo dõi, cô gái nói rằng đó chỉ là một sự trùng hợp, làm sao cô có thể thích một người như anh. Cố Ngôn Lạc không muốn nói nhiều như vậy với cô gái, yêu cầu cô gái trả tiền chiếc vòng tay, cô gái cũng đồng ý ngay tại chỗ, nhưng khi cô nhìn thấy giá của chiếc vòng là 50.000 tệ, làm thế nào mà cô kiếm được nhiều tiền như vậy khi cô gái phải vừa học vừa làm, cô gái yêu cầu anh có thể cho mình trả góp không. Cố Ngôn Lạc nghe xong rút điện thoại ra để hù dọa cô, nhưng bị cô gái chặn lại, tiếp tục mặc cả với anh nhưng thái độ của cố ngôn lạc rất kiên quyết ngay lúc này mẹ của cố ngôn lạc gọi đến hôm nay là sinh nhật của mẹ anh ấy điều ước trong ngày sinh nhật của bà là mong con trai tìm được bạn gái càng sớm càng tốt cô gái đã có một ý tưởng sau khi nghe nó anh ơi mọi người vẫn đang đợi anh mẹ nghe thấy giọng con gái bên kia bà nghĩ cô ấy là bạn gái của con trai bà bảo anh đưa bạn gái về ngay cô gái tình nguyện làm bạn gái giả của anh miễn là anh đồng ý cho cô trả góp và đừng đánh giá một sao cho cô cuối cùng hai người đạt được thỏa thuận Cố Ngôn Lạc đưa cô gái đi thử váy, kết quả là mặc hết cái này đến cái khác, anh vẫn không hài lòng, điều này đã chọc giận cô gái, đề nghị tự mình phối đồ theo ý mình. Cô lại ra khỏi phòng thử đồ, Cố Ngôn Lạc nhìn chằm chằm, vì con xấu xí bỗng hóa thiên nga. Cố Ngôn Lạc mang bạn gái thuê 50.000 tệ đi dự tiệc sinh nhật của mẹ anh ấy, mẹ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy, con trai đã có bạn gái từ khi nào vậy? Em gái thấy anh có bạn gái thì vui mừng liền đề nghị, để hai người họ nhảy một điệu nhảy mở đầu, mọi người đều cổ vũ. Cô gái đành bất lực phải miễn cưỡng khiêu vũ với chàng trai mặc dù hai người đang giả vờ là một cặp nhưng họ hợp tác quá ăn ý hoàn thành điệu nhảy thành công cũng giành được chàng pháo tay của mọi người sau một điệu nhảy cố ngôn lạc giới thiệu với mẹ cô gái này là bạn gái của anh diệp vị miên nhanh chóng giới thiệu bản thân cháu tên là lộ dao mẹ khá hài lòng về cô con dâu này bà con giới thiệu với mọi người đây là con dâu của mình làm cho nữ trà xanh viễn trình ghen tị nhìn họ rời đi cô ta cũng vội đi theo cố tình nói trước mặt diệp vị miên cô ta biết mẹ anh đang thúc đẩy anh tìm bạn gái. Nhưng anh không muốn đối phó với mẹ, mà tìm đại như thế được. Điều này làm cho cố ngôn lạc tức giận. Sau đó anh cố tình làm hành động thân mật với Diệp Vị Miên, giúp cô lau miệng. Viễn Trình thậm chí còn cảm thấy ghen tị hơn khi nhìn thấy nó. Cô ta lập tức tìm mẹ của cố ngôn lạc. Cho bà xem video Diệp Vị Miên tát con trai bà. Lúc này, Viễn Trình lộ ra vẻ tự hào, nhưng mẹ anh không giận chút nào. Bà không thể không tự hào rằng cô ấy có phong thái của bà năm xưa. Viễn Trình tự đập đá vào chân mình cô ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc vội vàng rời đi sau đó mẹ chỉ muốn xem con dâu thế nào thôi không ngờ lại thấy cảnh nóng bỏng mắt mẹ cảm thấy xấu hổ và rời đi sau buổi tiệc này cố ngôn lạc cũng đồng ý cho diệp vị miên trả góp kể từ đó cố ngôn lạc đã trở thành chủ nợ của cô ấy diệp vị miên phải trả nợ đồng thời cô phải kiếm tiền chữa bệnh cho em gái mình vì em gái diệp trầm hàm vẫn đang bất tỉnh trong bệnh viện hôm nay cô đến lớp học thay cho em gái số phận thật tuyệt vời diệp vị miên thực sự đã gặp cố ngôn lạc ở đây hai người vừa gặp đã lao vào đánh nhau, cô gái đóng giả em gái để đến lớp, nhưng ở đây cô đã gặp chính chủ nợ của mình, cô gái trà xanh cũng đến, cô ta bước vào và ngồi cạnh cố ngôn lạc, giáo viên chính thức vào lớp, giáo viên yêu cầu các em chia nhóm để học, yêu cầu nhóm hai người, để mọi người tự do lựa chọn, kết quả là tất cả các cô gái đều chọn ở cùng nhóm với cố ngôn lạc, không có gì giáo viên không thể làm, ông đề xuất rằng cố ngôn lạc sẽ được quyền tự do quyết định, diệp vị miên sợ anh ấy sẽ chọn cô, và viễn trình tràn đầy tự tin. Cố ngôn lạc chắc chắn sẽ chọn cô ta, nhưng kết quả nằm ngoài sự mong đợi của cô ta anh thực sự đã chọn ở cùng nhóm với diệp vị miên cố ngôn lạc bất ngờ khi giáo viên gọi cô diệp trầm hàm hôm qua cô đã giới thiệu rõ ràng mình là lộ giao trước mặt mẹ anh lúc này cố ngôn lạc tức giận lấy cuốn và mở nó ra chắc chắn rồi trong đó tên là diệp trầm hàm trình viễn nhìn cố ngôn lạc và diệp vị miên cùng một nhóm cô ta sẽ làm cho mọi thứ khó khăn cho anh hơn đến giờ ăn trưa diệp vị miên ăn cùng bạn trai của em gái diệp trầm hàm em gái của cố ngôn lạc thấy cảnh này không thể chịu đựng được nữa cô tức giận đến để hỏi diệp vị miên diệp vị miên sợ rằng mọi thứ sẽ đi đổ bể kéo em gái của cố ngôn lạc ra khỏi đây nói rằng cô ấy và cố ngôn lạc có trong một mối quan hệ bí mật không thể sử dụng tên thật cô em gái tưởng cả hai đang có mối quan hệ bí mật nên đã đồng ý giữ bí mật cho cả hai nhưng em gái đã nói với mẹ về điều đó mẹ càng ngày càng tò mò lần này con trai bà bị cám dỗ càng ngày càng thích cô bé này bà rất tiếc vì đã không làm quen với con dâu tương lai của mình trong bữa tiệc sinh nhật ngày hôm đó em gái đề nghị mời diệp vị miên ăn tối lần nữa làm quen với nhau một lần nữa mẹ gọi con trai làm anh mất ngủ cả đêm vì điều này thật khó hai người vừa xé xác nhau trong lớp nhưng đó là lệnh của mẹ anh không dám trái lời anh đã tìm thấy diệp vị miên đang làm thêm tại siêu thị cố ngôn lạc đã thỏa thuận với cô ba thỏa thuận thứ nhất là không được nói với bất kỳ ai họ là cặp đôi giả thứ hai cô cũng không được phép có bất kỳ liên hệ nào với những người xung quanh anh thứ ba không được tiếp cận với anh ở trường diệp vị miên sẵn sàng chấp nhận đó không phải là những gì cô ấy muốn sao lúc này có khách đi qua muốn mua cá Diệp Vị Miên muốn quảng cáo cá cho khách hàng, liền vừa nói vừa gắp cá hồi cho Cố Ngôn Lạc ăn, nhưng anh quay đầu đi, Diệp Vị Miên ép buộc anh nếu như anh không ăn thì sẽ hủy bỏ ba thỏa thuận, anh bất lực, không còn cách nào khác ngoài việc há miệng và ăn, bây giờ khách hàng nam bên cạnh anh rất ghen tị, anh ta muốn Diệp Vị Miên đích thân đút cho anh ta nếm thử. Cố Ngôn Lạc thấy vậy tức giận gắp miếng sashimi cho vào miệng anh ta, điều này làm cho anh ta hoang mang, thấy rằng anh ta sắp đánh nhau với Cố Ngôn Lạc. Diệp Vị Miên ra ngoài và ngăn chặn nó, liền mắng anh, nhưng sau đó anh hứa sẽ mua hết toàn bộ số cá còn lại cho cô lúc này diệp vị miên mới vui vẻ trở lại diệp vị miên để trả hết nợ càng sớm càng tốt cô lại đi làm ở thư viện kết quả là cô đã vô tình làm rơi xuống chân cửu nguyệt thấy vậy liền chạy lại quan tâm cô cảnh này tình cờ được cố ngôn lạc nhìn thấy khi đến kiểm tra thư viện bằng cách nào đó thấy cô ấy hẹn hò với một chàng trai khác anh cảm thấy không vui anh gọi diệp vị miên sang một bên để trả thù cho mình nói rằng vệ sinh không được sạch sẽ bị trừ điểm một hồi rồi bảo xếp sách không hay ngắn diệp vị miên đã cạn kiệt điểm muốn đá anh bằng chân may mắn thay lộ dao đã gọi cô vào lúc này diệp vị miên nhân cơ hội này nhanh chóng bỏ chạy lúc này mẹ của cố ngôn lạc cũng gọi đến yêu cầu anh đưa diệp vị miên về nhà ăn tối anh không dám trái lệnh mẹ vì vậy cố ngôn lạc đã tìm diệp vị miên đang phát tờ rơi nói cô có thể làm bạn gái giả anh một lần nữa không điều kiện có thể được thương lượng tất nhiên cô không bao giờ đồng ý cố ngôn lạc làm sao có thể để cô rời đi diệp vị miên vô tình làm sức áo của cố ngôn lạc bằng trái tay điều này thật rắc rối tiền cho chiếc vòng tay chưa trả hết giờ cô phải đền cho anh một chiếc áo khác hai người đến cửa hàng quần áo cố ngôn lạc đã thử nhiều quần áo và không hài lòng lúc này nhân viên mang đến một chiếc áo sơ mi cùng kiểu với anh nhưng diệp vị miên không thể trả nổi cô ấy rất đau khổ không nói gì sau đó diệp vị miên này ra một ý tưởng trong nháy mắt hai người đã đến chợ đêm diệp vị miên lấy được một chiếc áo phông 25 tệ trong quầy hàng trên phố để anh thử nó nhưng chắc chắn là anh không đồng ý nhưng diệp vị miên cố tình chọc giận cố ngôn lạc anh ngay lập tức chấp nhận nó vào trong và thay một chiếc áo phông diệp vị miên cũng không quên khen anh sợ rằng anh sẽ nuốt lời xé mặc trên áo ngay lập tức cô cũng nhanh chóng thay áo đôi như anh cũng giúp cửa hàng bán quần áo cố ngôn lạc đứng sang một bên và làm người mẫu và gian hàng ngay lập tức chật kín người chưa đầy 10 phút để hai người họ bán quần áo đã bán hết sạch ngoại hình thực sự quan trọng sau đó diệp vị miên tìm một nơi khác để chụp ảnh diệp vị miên kéo cố ngôn lạc vào chưa bao giờ thấy cố ngôn lạc ở nơi này lúc đầu anh vẫn còn một chút ngại ngùng sau một thời gian anh đã bị diệp vị miên lây nhiễm cả hai ngày càng chụp nhiều hơn vui hơn cố ngôn lạc muốn đưa diệp vị miên về nhà nhưng đã bị cô từ chối diệp vị miên muốn đi xe buýt một mình nhưng cố ngôn lạc đang lo lắng theo sau cô trong chiếc xe hơi sang trọng của anh về nhà cố ngôn lạc nhìn vào chiếc áo phông mà anh đã thay nhìn vào những bức ảnh được chụp bởi hai người anh chợt thấy vui trong lòng anh không còn khó chịu nữa vào buổi sáng anh thấy diệp vị miên chặn đường cô nhắc nhở diệp vị miên đừng quên ăn tối cùng mẹ anh nhưng anh không ngờ diệp vị miên lại đột ngột hối hận mong rằng từ nay về sau hai người sẽ đường ai nấy đi điều này đã chọc giận cố ngôn lạc lập tức đề nghị hủy trả góp và anh sẽ đánh giá một sao cuối cùng diệp vị miên sợ đến mức trực tiếp đến nhà của cố ngôn lạc cố ngôn lạc đã cho cô hai sự lựa chọn đầu tiên là chấp nhận bồi thường và chịu mọi trách nhiệm hoặc ký một thỏa thuận với anh giả vờ là bạn gái của anh đưa nó cho diệp vị miên ký diệp vị miên cầm nó lên và nhìn nó diệp vị miên sợ rằng cố ngôn lạc sẽ hối hận ký hợp đồng ngay cố ngôn lạc vừa dỗ dành vừa nói dối như thế này cuối cùng đã đạt được mục tiêu của anh sau đó diệp vị miên không ngừng phàn nàn với lộ giao về cố ngôn lạc lộ giao nghĩ rằng cố ngôn lạc thích diệp vị miên nhưng diệp vị miên phàn nàn làm dâu nhà giàu không dễ trong khi hai người đang trò chuyện mẹ cố ngôn lạc gọi mời cô đi ăn tối cô sợ thân phận bạn gái giả của mình bị bại lộ vì vậy trước khi rời khỏi nhà cô đã gọi cho cố ngôn lạc nhưng anh đã không nghe thấy nó khi anh đang ngủ trưa diệp vị miên nhanh chóng gửi cho anh vị trí sau khi cố ngôn lạc thức dậy và thấy tin nhắn anh đã vội vàng đi đến nhưng nhìn thấy phía bên kia đường là diệp vị miên cô đang giúp một họa sĩ già vẽ tranh anh không ngờ cô trông ngọt ngào đến vậy thậm chí có năng khiếu nghệ thuật ngay lập tức tình cảm của anh dành cho diệp vị miên tăng lên một điểm lúc này trên bàn ăn mẹ cố rất tốt với diệp vị miên cô không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn nhân cách tốt sẽ biến cô thành con dâu của nhà họ cố bà cũng cảnh báo con trai mình phải đối xử tốt với con dâu và cũng đề nghị hai người kết hôn nhưng lúc này hai người đang giả vờ quan hệ không tốt cô ngôn lạc nói với mẹ kết hôn không phải là chuyện nhỏ đợi hai người họ bàn bạc trước khi đưa ra quyết định cô gái buộc phải sống trong biệt thự của cố ngôn lạc trở thành bảo mẫu của anh ấy cố ngôn lạc đưa cho cô một chai nước ngay khi cô ngồi xuống bây giờ cô chỉ nghĩ đến việc cảm ơn anh nhưng cố ngôn lạc đưa ra quy tắc quản lý nhà dài cả gang tay đề nghị cô ghi nhớ và chấp hành sau đó diệp vị miên muốn tắm nước nóng và nghỉ ngơi nhưng không ngờ vòi nước quá nóng cố ngôn lạc nghe thấy tiếng khóc của diệp vị miên liền chạy đến quay lưng lại diệp vị miên từ từ đến gần phòng tắm giúp cô điều chỉnh nhiệt độ nước đây là ngày đầu tiên sống chung hai người họ đã làm một mối hỗn độn sau bữa sáng ngày hôm sau cố ngôn lạc sẽ chơi gôn vào buổi chiều vì vậy diệp vị miên đã giúp anh sắp xếp đồ vào túi cố ngôn lạc đã đánh xong một trận tất cả các cô gái đều ở đây đưa cho anh một chiếc khăn mới để lau mồ hôi nhưng anh không lấy anh lấy chiếc khăn diệp vị miên chuẩn bị cho mình để lau mồ hôi là một chiếc khăn hồng cố ngôn lạc thấy rằng khăn không chỉ có màu hồng và còn có hình mèo kitty anh vội vàng cất nó đi một cách ngượng ngùng tức giận đi tìm diệp vị miên đang làm thêm lấy ra chiếc khăn mà cô đã chuẩn bị diệp vị miên đắt ý cười hóa ra là hôm qua Cố Ngôn Lạc nhận được hai hộp đồ chuyển phát nhanh, Diệp Vị Miên mở nó ra, nó đầy mèo Kitty màu hồng, anh tức giận đến mức muốn vứt bỏ tất cả, về nhà và bật máy tính, cũng là màn hình mèo Kitty, trong lòng anh đã rất tức giận khi nghe Diệp Vị Miên và Cửu Nguyệt nói chuyện điện thoại, Cửu Nguyệt hẹn họ sẽ gặp nhau tại bệnh viện lúc 7 giờ, anh càng cảm thấy khó chịu hơn. Anh cố tình tìm lỗi khi ăn, trong một thời gian anh nói thức ăn quá nhạt nhẽo, một lúc sau, lại nói rằng cơm quá cứng, Cố Ngôn Lạc muốn ăn cháo do Diệp Vị Miên nấu, tất nhiên Diệp Vị Miên sẽ không đồng ý bởi vì cô đã làm nó cho em gái mình nhưng cố ngôn lạc đã hiểu nhầm rằng không cho anh uống vì cửu nguyệt để không cho cô gặp cửu nguyệt cố ngôn lạc yêu cầu cô đánh bóng tất cả các đôi giày ngay bây giờ cơn giận của diệp vị miên bây giờ đã bùng nổ rõ ràng là cố tình tìm lỗi của cô nhìn đôi giày trên tay cô có ý tưởng cố tình đánh giày vào tay của cố ngôn lạc sau đó dùng tay lau sạch nhưng diệp vị miên không dễ bắt nạt như vậy đâu khi cố ngôn lạc đang tắm cô đến bảo mình sẽ đi chơi nghe thấy vậy anh tắt nước nóng cho dù cố ngôn lạc có hét lên như thế nào diệp vị miên vẫn đi mất vào ban đêm cố ngôn lạc nhìn diệp vị miên đã về và nhanh chóng chui vào phòng ngủ của mình nhúng nhiệt kế vào nước nóng đã chuẩn bị trước khi diệp vị miên vào phòng đặt nhiệt kế dưới cánh tay của anh sau đó đưa nó cho diệp vị miên diệp vị miên vội vàng lấy thuốc cho anh diệp vị miên vội vàng nấu cháo cho anh đó là một lời nói dối và một sự giả tạo cuối cùng đã có cháo nhưng mới uống vài lần mũi của cố ngôn lạc đang chảy máu hóa ra diệp vị miên thấy rằng anh quá yếu vì vậy cô cho hơn chục loại thuốc bổ vào cháo cố ngôn lạc thực sự đáng đời diệp vị miên đi giao đồ ăn lo lắng cô thậm chí còn quên lấy mũ bảo hiểm cố ngôn lạc đã chặn đường cô sau khi nhìn thấy mũ trên bàn nói với cô rằng không an toàn nếu không có mũ bảo hiểm lái xe đưa cô đến đó tất nhiên diệp vị miên sẽ không đồng ý từ chối yêu cầu của anh nhưng cố ngôn lạc không bao giờ bỏ cuộc lái xe sang và theo sát diệp vị miên mọi lúc sau khi bị cô phát hiện diệp vị miên muốn tăng tốc và thoát khỏi anh kết quả là một vụ tai nạn đã xảy ra và một cảnh sát giao thông đã chặn đường cô nói rằng không chỉ cô không đội mũ bảo hiểm mà cũng chạy quá tốc độ cứ như vậy, xe của Diệp Vị Miên đã bị giam giữ. Diệp Vị Miên cuối cùng cũng lên xe sang của Cố Ngôn Lạc. Anh nghĩ rằng nó sẽ được giao một cách an toàn, nhưng có một tai nạn trên đường. Cố Ngôn Lạc đột ngột dừng lại, một nửa trà sữa trong tay Diệp Vị Miên đã bị đổ. Kết quả là cô bị khách hàng phàn nàn, công việc giao đồ ăn cũng đã bị đuổi. Diệp Vị Miên đổ lỗi tất cả những điều này cho Cố Ngôn Lạc để xin lỗi. Anh đặc biệt mặc chiếc áo phông mà Diệp Vị Miên đã mua cho anh ấy và mua một trong những loại bánh bán chạy nhất theo lời giới thiệu của một người bạn. Định xin lỗi Diệp Vị Miên, anh ấy vừa rời khỏi cửa hàng với chiếc bánh nhưng nó đã được nhìn thấy bởi viễn trình và những người khác cố ngôn lạc chưa bao giờ mặc phong cách này khi anh về nhà cố ngôn lạc cất bánh vào tủ lạnh sau đó anh cố ý yêu cầu diệp vị miên đi đến tủ lạnh để lấy nước cho anh uống bất ngờ cho anh ấy nhưng cô không theo ý muốn của anh diệp vị miên đã nhận được một công việc lớn vào thời điểm này không thể lấy nó và đi làm cố ngôn lạc chỉ đợi đến diệp vị miên nghỉ làm sau đó diệp vị miên mở tủ lạnh để nấu ăn và cô phát hiện ra có một chiếc bánh trong đó Cố ngôn lạc nói với cô rằng cô không cần nấu ăn tối nay, cả hai đã dùng chiếc bánh này cho bữa tối. Kết quả là, khi anh đến lớp vào ngày hôm sau, cố ngôn lạc phát hiện ra rằng tất cả các cô gái trong trường đều mặc áo phông giống anh. Anh lập tức bối rối. Anh muốn biết chắc chắn những gì đang xảy ra, nhưng anh thấy cô gái anh thích ngồi rất gần với bạn nam cùng lớp. Ngọn lửa ghen cháy ngay lập tức, tiến lại gần cả hai. Bảo cô đi theo anh, sau đó bỏ đi một cách giận dữ. Diệp vị miên cũng vội vàng đi theo, cố ngôn lạc lấy ra 8 bài toán mà cô đã làm. Nó đã sai hết, anh yêu cầu diệp vị miên dừng mọi công việc về nhà đúng giờ mỗi ngày để giúp cô làm bài tập về nhà diệp vị miên phải làm thêm để kiếm tiền chữa bệnh cho em gái cô nếu cô quay lại đúng giờ thì sao có thể được cố ngôn lạc đề nghị là lương trả gấp đôi mấu chốt là anh chàng đẹp trai dạy kèm riêng tất nhiên diệp vị miên rất vui cố ngôn lạc đã dạy kèm cho cô gần 3 đến 4 giờ sáng kết quả là cô đã trượt đúng một trong các bài kiểm tra khi cố ngôn lạc ra ngoài để kiểm tra lo lắng cô ngủ thiếp đi trên bàn khi anh nhìn thấy cô anh đã rất tức giận và nực cười cuối cùng anh phải bế cô lên giường để nghỉ ngơi nhìn vào khuôn mặt của diệp vị miên cố ngôn lạc không thể kiểm soát nhịp tim của mình diệp vị miên thức dậy vào buổi sáng nghĩ đến việc tối đi thi cơ hội vô địch chắc chắn là con số không vì vậy cô yêu cầu lộ giao thảo luận về những việc cần làm trên đường về diệp vị miên cứ suy nghĩ làm thế nào cô có thể không tham gia kết quả là cô lơ đãng suýt đụng phải một bà già đi ngang qua đường may mắn thay bà cụ vẫn bình an vô sự nhưng cô đã lật ngược và tự làm mình bị thương sau tai nạn này, để cô nghĩ ra một cách tốt, đến bệnh viện và được băng bó, bác sĩ nói với cô ấy là không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Diệp Vị Miên đã yêu cầu y tá đặt nẹp cho cô, y tá lắc đầu, cô nhờ cửu nguyệt giúp cô làm một cái giả. Diệp Vị Miên xuất hiện trong lớp vào ngày hôm sau như thế này, cánh tay của Diệp Vị Miên bị thương, hình như vẫn còn đau, cô thấy giáo viên bước vào lớp. Cô chậm rãi bước lên bục, nói với giáo viên rằng cô bị thương trong một vụ tai nạn xe, cuộc thi chắc chắn sẽ không thể tham gia, nhưng Trình Viễn luôn ghen tị với cô không đồng ý cô ta nói với giáo viên rằng cuộc thi sẽ sớm bắt đầu các biểu ngữ của hội học sinh đã sẵn sàng học sinh thay thế tạm thời vẫn chưa tìm được bây giờ đổi người e rằng tổn thất không nhỏ các sinh viên khác cũng phản đối diệp vị miên không biết phải làm gì bây giờ cố ngôn lạc bước tới vào thời điểm quan trọng anh sẵn sàng thay thế diệp vị miên trong cuộc thi các sinh viên khác cũng đồng ý kế hoạch của trình viễn cuối cùng đã thất bại diệp vị miên cũng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng thì cô cũng có thể ngừng tham gia cuộc thi và vị trí sinh viên trao đổi của em gái cũng có thể được giữ nói lời cảm ơn Diệp Vị Miên tặng anh một chiếc áo do chính cô thiết kế. Cố Ngôn Lạc thấy hoa văn trên đó giống như trẻ con, trong thực tế, trái tim anh đã nở hoa với niềm vui, đây là chiếc áo độc đáo mà Diệp Vị Miên đã đích thân thiết kế cho anh. Biết cánh tay của Diệp Vị Miên bị thương, Cố Ngôn Lạc thậm chí còn đặc biệt làm bữa sáng cho cô ấy, điều này khiến cô cảm thấy có lỗi trong giây lát. Cô quyết định nấu cơm mang cho Cố Ngôn Lạc, không ngờ, Trình Viễn đã hớt tay trên, cô vội lùi lại, trốn và nhìn trộm, cô ta cũng nấu súp cho Cố Ngôn Lạc. Ngay cả hộp ăn trưa cũng trông đẹp hơn của cô, bực mình cô đặt hộp cơm lên giá sách cô đã hờn dỗi trên thực tế hành vi của cô đã bị cố ngôn lạc chú ý từ lâu cô nói dối rằng cô chưa chuẩn bị gì cả lúc này cố ngôn lạc từ từ đến gần cô diệp vị miên căng thẳng và bất động hóa ra anh đang lấy xúc của cô cuộc thi đã chính thức bắt đầu nó được phát trực tiếp thậm chí còn đặc biệt mặc chiếc áo sơ mi mà diệp vị miên tặng cho anh giờ phút này diệp vị miên âm thầm cầu nguyện mong anh vô địch các sinh viên ngoài sân cũng rất lo lắng cố ngôn lạc cuối cùng đã đáp ứng được kỳ vọng của mọi người không ngạc nhiên anh giành được chức vô địch diệp vị miên vui vẻ nhảy lên học sinh chúc mừng anh ngày hôm sau cố ngôn lạc mặc bộ đồ do diệp vị miên thiết kế cho anh mặc đến trường sau đó anh tìm thấy các cô gái trong trường đều có một áo sơ mi của mình sự độc đáo của riêng anh lại theo trào lưu anh lại sướng sở đây có thể là điều duy nhất mà diệp vị miên đã nói không về nhà anh thực sự đã nhìn thấy chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên máy tính nó được bán trực tuyến bực mình anh gọi cho diệp vị miên anh muốn cô về nhà ngay bây giờ và hỏi rõ mọi chuyện, Diệp Vị Miên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy mọi trách nhiệm cho lộ giao. Cô lại đi thăm em gái bị ốm. Thấy cuộc gọi từ cố ngôn lạc, cô quyết định cô không thể tiếp tục như thế này. Đã đến lúc đưa mọi thứ trở lại ban đầu, vào buổi tối. Cô đặc biệt nấu món bít tết yêu thích của cố ngôn lạc. Đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của cô ở đây. Vào lúc này, cố ngôn lạc vẫn chưa biết, anh ấy đang tìm lỗi. Như thường lệ, một lúc sau anh nói cá hồi quá nhạt nhẽo. Sau một lúc, anh nói miếng bít tết quá dai. Diệp Vị Miên để có thể đi một cách im đẹp. Nói nhiều điều vô tình, Cố Ngôn Lạc không ngờ phản ứng của cô lại mạnh mẽ như vậy, hỏi Diệp Vị Miên có chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, vào lúc này, anh cảm thấy khó chịu hơn bất kỳ ai khác và Cố Ngôn Lạc đứng đầu trong mọi môn học. Anh ấy thực sự coi trọng tất cả những lời nói vô tình của cô. Diệp Vị Miên đã rời đi, nhìn bóng lưng cô gái ra đi, dù Cố Ngôn Lạc rất đau lòng, nhưng vẫn muốn giữ thể diện. Diệp Vị Miên nhìn lên bầu trời mưa, nhìn lại Cố Ngôn Lạc một lần nữa, anh thậm chí không có ý định đuổi theo cô diệp vị miên trái tim cô bây giờ đã lạnh một nửa diệp vị miên đã đi không lâu chỉ sau đó cố ngôn lạc mới nhớ lấy một chiếc ô và đuổi theo diệp vị miên ra ngoài lúc này diệp vị miên đang ngồi dưới trời mưa to đau lòng nhìn ảnh chụp chung của hai người lúc trước nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc của hai người không thể không khóc cố ngôn lạc lo lắng tìm kiếm cô không tìm thấy cô cả hai vượt qua nhau một cách hoàn hảo ngày hôm sau cố ngôn lạc đến trường anh biết được từ người bạn của mình rằng diệp vị miên sống trong nhà của anh và mọi người đều biết về điều đó kết quả là cô trở thành kẻ thù chung của tất cả nữ sinh trong trường bây giờ cố ngôn lạc đã biết mọi thứ không phải là diệp vị miên không có tình cảm với anh mà là không có lựa chọn nào khác ngoài việc rời xa anh ấy bạn anh bảo hãy theo đuổi người con gái anh yêu sau đó cố ngôn lạc gửi ngay tin nhắn cho diệp vị miên hẹn gặp cô ở cổng trường sau giờ học cả hai tự tin chờ đợi câu trả lời cuối cùng anh đợi cho đến tận chiều cũng không thấy trả lời lúc này diệp vị miên đang phát tờ rơi nó sẽ không mất nhiều thời gian các tờ rơi đã được lấy cô đang hạnh phúc hôm nay rất may mắn cuối cùng cô đã nhìn thấy cố ngôn lạc trong chớp mắt đang tiêu tiền vào tờ rơi của mình hóa ra tất cả đều là do anh đứng sau giờ trò diệp vị miên rất tức giận quay lại để rời đi chỉ tình cờ được nhìn thấy bởi cố ngôn lạc chạy lên và tóm lấy diệp kết quả là cố ngôn lạc ôm cô ấy đến bên chiếc xe đưa cô vào xe sau khi lên xe anh cũng tự tay thắt dây an toàn cho cô anh nghe diệp vị miên khen anh ấy đẹp trai cố ngôn lạc rất vui sau đó anh đưa cô đến địa điểm mà anh đã cẩn thận sắp xếp trước và ôm một bó hoa lần đầu thừa nhận hành vi sai trái trước đây của mình sau đó anh hy vọng rằng hai người họ sẽ thay đổi quan hệ để bắt đầu lại không còn quan hệ ông chủ và người giúp việc đối xử với cô như một người bạn gái bình thường cố ngôn lạc đang tỏ tình với diệp vị miên nhưng bị gián đoạn bởi một cuộc điện thoại đột ngột hóa ra tình trạng của em gái cô đã được cải thiện cứ như vậy cô bỏ lại anh nhưng không xa chỉ nhìn thấy bầu trời đầy pháo hoa mà cố ngôn lạc đã chuẩn bị cho cô nhìn tấm lưng lạc lõng của cố ngôn lạc âm thầm trả lời câu hỏi vừa rồi của anh thì ra cô cũng yêu anh nhưng cuối cùng chọn rời đi hai người gặp lại nhau ở trường vào ngày hôm sau trở thành người lạ nhìn vào bóng lưng của cố ngôn lạc diệp vị miên nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ có bất kỳ tình cảm nào với cô nữa thật bất ngờ trong tiết thể dục tiếp theo bởi vì lần trước cố ngôn lạc một mình thách đấu đội bóng rổ làm nhục họ họ chỉ muốn nhân cơ hội này để đàn áp cố ngôn lạc diệp vị miên lúc đầu không muốn chơi nhưng cô lại bị hai cô gái đẩy lên nói lời chào với anh ngay khi cô thấy cửu nguyệt điều này khiến cố ngôn lạc rất buồn cuộc thi chính thức bắt đầu sau một thời gian thi đấu trình viễn và hai người họ bị đuổi ra ngoài chỉ còn lại diệp vị miên và cố ngôn lạc trên sân đối thủ cũng nhìn ra điểm yếu của cố ngôn lạc vì vậy anh ta cố tình ném quả bóng vào diệp vị miên cố ngôn lạc bị bóng đập vào người để bảo vệ diệp vị miên kết quả là cố ngôn lạc bị loại diệp vị miên là người duy nhất còn lại trên sân bây giờ cô nhìn anh cô muốn làm hết sức mình làm sao cô có thể không đủ mạnh mẽ cô bị bóng của đối thủ đập vào chân và bị bong gân và ngã xuống đất nhưng cô đã bắt được bóng trong khi bên kia đang ăn mừng đánh đối thủ với tất cả sức mạnh của cô cuối cùng đã thắng trò chơi nhưng trình viễn và những người khác không chỉ không hài lòng đến để chơi chọc cô cố ngôn lạc không thể chịu đựng được nữa đi qua để quan tâm đến vết thương ở chân diệp vị miên vẫn cảm thấy có lỗi với cô sau đó trước con mắt của mọi người anh bế diệp vị miên bị thương lên và rời đi hai người đến phòng y tế phát hiện ra bác sĩ không có ở đó cố ngôn lạc đích thân bôi thuốc cho cô diệp vị miên xin lỗi nhưng cố ngôn lạc đột nhiên nắm lấy tay cô người nghiêng về phía trước gần diệp vị miên anh không thể không hôn cô tình yêu đích thực là như thế này sau khi cả hai ra khỏi phòng y tế cố ngôn lạc vẫn muốn nhận được câu trả lời khẳng định lần này diệp vị miên đã không trốn tránh nói trực tiếp em thích anh điều này khiến cố ngôn lạc rất vui nhưng những gì diệp vị miên nói tiếp theo đã khiến anh rơi xuống vực sâu ngay lập tức cô nói rằng họ không hợp nhau cố ngôn lạc lại chọn ra đi lộ giao không muốn cô bỏ lỡ tình yêu khó giành được này cô quyết định bí mật mai mối hai người họ cô dẫn diệp vị miên ra khu vườn đồng thời cậu bạn của cố ngôn lạc cũng dẫn cố ngôn lạc đến lộ ra nhìn thấy bóng dáng của cố ngôn lạc cô thấy một cơ hội đã đến bảo anh ấy đi chơi cùng nhau và đã lạc mất diệp vị miên vết thương ở chân của diệp vị miên vẫn chưa lành sẽ không có gì xảy ra cố ngôn lạc bây giờ rất lo lắng cố ngôn lạc nhìn quanh trong vườn định mệnh đã đưa họ đến với nhau cố ngôn lạc nhìn những bông hoa trên tay và tỏ tình một lần nữa em có muốn làm bạn gái anh không nếu em muốn thì lấy bó hoa này không muốn có thể quay lại và rời đi ngay bây giờ một con ong bay từ xa cô nhanh chóng đuổi ong bằng bó hoa và vô tình đã lấy bó hoa Cố Ngôn Lạc đã rất vui và kéo cô lại gần, Diệp Vị Miên chỉ muốn giải thích, nhưng đã bị Cố Ngôn Lạc chặn lại, lần này cô không chống cự nữa. Hai người cuối cùng cũng ở bên nhau, lúc này, Diệp Trầm Hàm đã hôn mê nhiều ngày, cũng tỉnh dậy, tình cờ là hôm nay là lớp học tiếng Anh trực tiếp của cô. Diệp Vị Miên học khoa thời trang, làm thế nào để cô có thể xử lý được, cô ấy đổ mồ hôi đầm đìa, may mắn thay, em gái cô đã gửi cho cô ấy một tin nhắn. Cô mượn thời gian trong nhà vệ sinh để gặp em gái, cả hai nhanh chóng chuyển giao vai trò, diệp vị miên liền trốn khỏi đây trên sân khấu một lần nữa diệp trầm hàm thật nói tiếng anh lưu loát cố ngôn lạc bất ngờ về cô làm thế nào để trở thành một người hoàn toàn khác sau khi cả hai ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp cố ngôn lạc hỏi cô tại sao không sử dụng bài phát biểu mà anh đã chuẩn bị cho cô diệp trầm hàm do dự phải nói là hồi hộp quên lời để cố ngôn lạc không nhận ra diệp trầm hàm đưa cố ngôn lạc đến siêu thị lớn và gửi tin nhắn cho diệp vị miên cô muốn trao đổi càng sớm càng tốt vì vậy trong khi cố ngôn lạc không chú ý trong giây lát diệp trầm hàm lành qua hoán đổi với diệp vị miên họ cuối cùng cũng hoán đổi thành công may mắn thay cố ngôn lạc đã không phát hiện ra đó không phải là một lựa chọn cho cả hai mãi được cố ngôn lạc phải biết được sự thật này nhưng diệp vị miên có thể làm gì để anh không nổi giận vì vậy diệp vị miên đã trang trí ngôi nhà thật đẹp sau đó thiết kế cho mình một kiểu tóc riêng làm cho cố ngôn lạc hạnh phúc nói cho anh biết sự thật chắc chắn rồi chiêu này rất hữu ích cố ngôn lạc cảm thấy nóng khắp người nhịp tim đạp nhanh thấy thời cơ đã chín mùi diệp vị miên chuẩn bị lên tiếng nhưng bất ngờ mẹ cố đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn mọi thứ mà diệp vị miên đã lên kế hoạch cẩn thận bà thấy cả hai phát triển nhanh chóng lấy trong túi ra một bộ đồ ngủ đưa cho con dâu tương lai và thúc giục cả hai đính hôn càng sớm càng tốt bà vội bế cháu gái lời của mẹ thực sự xua đuổi cô gái vừa mới yêu tan học cố ngôn lạc và diệp trầm hàm cùng ra anh hỏi hôm qua cô định nói gì anh diệp trầm hàm chỉ nói là anh sẽ biết vào tối nay nhưng suy cho cùng cô ấy không phải là diệp vị miên sợ hãi lùi lại may mắn thay cửu nguyệt đã xuất hiện kịp thời yêu cầu cô đi đến thư viện, Cố Ngôn lạc lại lên cơn nghen. khi anh ấy trả lại cuốn sách, anh vô tình nhìn thấy Diệp Trầm Hàm và Cửu Nguyệt rất thân thiết với nhau, tức giận hơn, chỉ muốn đi đến đó, nhưng anh đã nhận được một cuộc gọi từ Diệp Vị Miên, về nhà tối nay để nói với anh một bí mật lớn, thật bí ẩn, nhưng giây tiếp theo, anh phát hiện Diệp Trầm Hàm vẫn chưa gọi, bây giờ anh đã biết tất cả, ngay lập tức tin Diệp Trầm Hàm, cô thấy có gì đó không ổn, bây giờ cô chỉ muốn gọi cho Diệp Vị Miên, nhưng Cố Ngôn lạc đã giật điện thoại, bởi vì anh biết rằng Diệp Trầm Hàm muốn báo tin và Diệp Vị Miên đã chuẩn bị quà, tự tin để nói sự thật tối nay, khi cô vui vẻ đến gặp Cố Ngôn Lạc, nhưng ở đây cô thấy em gái của cô ở đây, bằng cách này, sự ngạc nhiên Diệp Vị Miên biến thành một nỗi sợ hãi, cô không biết làm thế nào để trả lời trong một thời gian. Trong giây tiếp theo, cô giơ tấm biển xin lỗi và xin lỗi Cố Ngôn Lạc, tên là Diệp Vị Miên, danh tính, sinh viên năm 3 khoa thiết kế thời trang, trường cao đẳng nghệ thuật. Cố Ngôn Lạc hỏi tại sao cô làm điều này, cô đã nói với Cố Ngôn Lạc nguyên nhân đó là một vài tháng trước, em gái cô bị tai nạn xe, bất tỉnh để giữ chỗ cho em gái với tư cách là một sinh viên trao đổi. Không có cách nào, cô đã mạo danh thành em gái, nhưng cố ngôn lạc vẫn rất tức giận. Họ đã ở bên nhau rất lâu, và anh ấy thậm chí còn không biết bạn gái của mình là ai trong cơn tức giận. Anh muốn phá bỏ tấm biển xin lỗi của cô, nhưng anh vô tình làm sức ngón tay của mình. Diệp Vị Miên vẫn không ngừng xin lỗi, hy vọng anh có thể tha thứ. Diệp Vị Miên đặt tấm biển xuống và rời đi, bây giờ anh thậm chí còn tức giận hơn. Tình yêu giữa hai người mong manh đến vậy sao? Anh mở món quà xin lỗi của Diệp Vị Miên, đó là một chiếc áo phông khác khi anh sắp vứt bỏ món quà thấy diệp vị miên đã trở lại hóa ra là để mua thuốc cho anh và tự mình băng bó vết thương lúc này cơn giận trong lòng cố ngôn lạc đã tiêu tan và anh nói xem biểu hiện của cô có thể chấp nhận lời xin lỗi diệp vị miên nướng bánh quy đặc biệt cho anh xin cố ngôn lạc tha thứ một lần nữa bây giờ cố ngôn lạc không thể kìm nén được nữa và nói rằng tha thứ cho cô nhưng cô phải hứa với anh một vài điều kiện không nói dối anh trong bất kỳ trường hợp nào điện thoại và tin nhắn sẽ được trả lời ngay lập tức và một món quà cho anh không đưa cho người khác và diệp vị miên đã đồng ý tất cả các chướng ngại vật đều rõ ràng lần này cả hai thực sự ở bên nhau sau khi thảo luận hai người quyết định đăng một bài báo để thông báo rằng cố ngôn lạc và diệp trầm hàm đã chia tay bây giờ trình viễn đang rất vui nếu họ chia tay thì cô ta có cơ hội ở bên cố ngôn lạc hôm nay diệp vị miên phát tờ rơi như thường lệ cô bị người lạ trói vào xe cảnh tượng này tình cờ bị lộ giao đến tìm cô nhìn thấy cô vội vàng gọi điện cho cố ngôn lạc cố ngôn lạc đột nhiên hoảng sợ Lộ Dao vội vàng nói biển số xe cho anh biết, anh ấy nói với Lộ Dao đừng lo lắng, anh ngay lập tức gọi cho bạn thân của mình. Hóa ra là Mộ Trạch đã làm tất cả những điều này, sau khi biết Cố Ngôn Lạc và Diệp Trầm Hàm đã chia tay, anh chỉ muốn bí mật mai mối cho hai người họ. Vì vậy, anh đã sử dụng phương pháp IQ thấp như vậy để khôi phục lại mối quan hệ giữa hai người, sau đó hai người gặp nhau tại một quán cà phê. Cố Ngôn Lạc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói cho anh ta biết sự thật, nhưng mọi thứ không suôn sẻ như vậy. Diệp Vị Miên khi đi vệ sinh cô va phải một chàng trai đang nhìn xuống điện thoại cố ngôn lạc thấy chàng trai không có phản ứng gì liền không vui bắt chàng trai này phải xin lỗi diệp vị miên khi chàng trai quay đầu lại hóa ra chàng trai này là thanh mai trúc mã của diệp vị miên anh ấy tên là tư thần anh không muốn làm giám khảo của một cuộc thi trang phục khi anh thấy rằng diệp vị miên cũng tham gia cuộc thi này anh sẽ không bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy thay đổi suy nghĩ của mình ngay lập tức đồng ý làm giám khảo anh cố tình đến trường để tìm diệp vị miên hai người cùng nhau đi chơi và nói về thời thơ ấu của họ có vẻ như mối quan hệ rất thân mật tuy nhiên cảnh này đã bị mộ trạch chụp lại trong nháy mắt anh ta đã đưa bức ảnh cho cố ngôn lạc xem cơn ghen bắt đầu nổi lên anh bạn thân nói rằng tư thần không chỉ đẹp trai và cũng là giám khảo của cuộc thi trang phục học đường lần này lần này cố ngôn lạc đã gặp tình địch đáng gờm cố ngôn lạc nói rằng anh không quan tâm và đuổi mộ trạch ra khỏi nhà ngay giây tiếp theo anh lập tức rủ diệp vị miên đi chơi cô gái dễ thương như thế này không thể bị người khác trộm được nhưng trước một chàng trai kiệt xuất như tư thần anh cũng trở nên thiếu tự tin kéo diệp vị miên vào lòng để đánh dấu chủ quyền của bạn trai chuẩn bị hôn bạn gái lúc này chuông cửa reo diệp vị miên sợ hãi và vội vàng trốn trong phòng làm việc hóa ra là trình viễn cô ta đã tưởng rằng cố ngôn lạc và diệp vị miên đã chia tay nên đã đặc biệt đến ngay khi cô ta bước vào và nhìn thấy mọi thứ trong phòng giác quan thứ sáu của cô ta nói với cô rằng có một người phụ nữ vừa mới ở đây cô ta vội nói rằng cô khát cố tình để cố ngôn lạc đi lấy nước tận dụng cơ hội để tự mình kiểm tra tình hình Diệp Vị Miên sợ tới mức va vào chiếc ghế bên cạnh và nhanh chóng trốn sau bức màn. Trình Viễn đã nghe thấy tiếng động, đã đi đến xem trong nháy mắt, thấy rằng Diệp Vị Miên sắp bị phát hiện. May mắn thay, Cố Ngôn Lạc đã xuất hiện kịp thời để ngăn cô ta lại. Sau khi Trình Viễn rời đi, Diệp Vị Miên từ bên trong đi ra nói với vẻ mặt ghen, Cố Ngôn Lạc lập tức ném chiếc bánh ra ngoài cửa để làm cho Diệp Vị Miên cảm thấy thoải mái. Anh dự định sẽ có một lời tỏ tình lãng mạn khác với Diệp Vị Miên và anh tự tay làm một chiếc vòng tay bằng vàng, sau đó anh sắp xếp căn phòng trong một bầu không khí đặc biệt lãng mạn mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ diệp vị miên nhưng vào lúc này trình viễn gọi cô ta không thể có được tình yêu đích thực say rượu tại một quán bar và cố tình giả vờ rằng bị ai đó bắt nạt cố ngôn lạc sợ rằng điều gì đó sẽ xảy ra với cô ta anh phải đi đón cô ta ở quán bar trình viễn đáng thương nói rằng quần áo của mình bị ướt cô ta phải đến nhà cố ngôn lạc để thay quần áo cố ngôn lạc không còn lựa chọn nào khác đưa trình viễn về nhà anh ấy cô ta nhìn thấy cách bố trí của căn phòng dường như hiểu ra điều gì đó trong lúc cô ta thay quần áo anh nhanh chóng gọi cho diệp vị miên cô ấy đang tập trung vào công việc của mình nên đã không nghe thấy và viễn chỉnh trong phòng có một ý tưởng tồi cô ta cố tình mặc chiếc áo phông mà diệp vị miên tặng khi cố ngôn lạc nhìn thấy và yêu cầu cô ta thay thế nó ngay lập tức điều này làm dấy lên sự ghen tị của cô ta nhiều hơn điên cuồng ôm cố ngôn lạc lớn tiếng bày tỏ nói rằng cả hai là cặp đôi đẹp nhất từ nền tảng gia đình chỉ ôm chặt cố ngôn lạc không buông hành động của hai người lúc này diệp vị miên vừa đi làm về cô thấy một cô gái ôm bạn trai của mình cô ấy đi về phía trước từ từ người bạn trai đẩy cô gái ra sau khi nhìn thấy diệp vị miên khó chịu hơn cô ta còn mặc áo mà cô tặng bạn trai cô bỏ mặc cố ngôn lạc trong cơn giận dữ chạy đi cố ngôn lạc muốn đuổi ra ngoài nhưng đã bị viễn trình chặn lại bây giờ cố ngôn lạc hoàn toàn tức giận tức giận mắng cô ta đã quá muộn để đuổi anh đuổi theo diệp vị miên cô đã lên xe và rời đi lời tỏ tình được chuẩn bị kỹ lưỡng của cố ngôn lạc nhưng đã bị trình viễn phá hủy một cách ác ý diệp vị miên đánh mất tình yêu của mình cô không có tâm trạng để vẽ bản vẽ thiết kế điều này cũng tình cờ cho tư thần một cơ hội nhìn thấy khuôn mặt không vui của diệp vị miên anh ta đã đưa cô ra ngoài để thư giãn cả hai rất hào hứng khi chơi bên này cố ngôn lạc đang đau khổ gửi tin nhắn cũng không trả lời anh đã phải giữ một chiếc vòng tay chờ trước cửa nhà diệp vị miên nhưng anh thấy một cảnh khiến anh cảm thấy buồn cô thực sự đã ở với tư thần cố ngôn lạc nhanh chóng ngăn họ lại giải thích cho diệp vị miên anh ôm lại diệp vị miên diệp vị miên cuối cùng không cho anh cơ hội giải thích Cố Ngôn Lạc nhìn thấy bạn gái của mình và đi với Tư Thần, thực sự không có cách nào để không để hai người tiếp xúc quá nhiều. Anh phải về nhà nhờ mẹ giúp đỡ, yêu cầu mẹ thay đổi trang phục cuộc thi này và thay luôn giám khảo Tư Thần, tất nhiên mẹ sẽ không đồng ý. Kế hoạch nhỏ của Cố Ngôn Lạc lại thất bại. Anh chỉ biết bất lực nhìn người họ về nhà bà ngoại ở quê, nhìn chiếc vòng tay trên tay mình chưa tặng Diệp Vị Miên, anh quyết định bắt đầu chế độ rình rập. Theo họ đến cùng và không bỏ cuộc, thấy hai người vào nhà bà ngoại, rồi anh lẻn vào từ từ và chủ động nói lời chào với bà tự giới thiệu mình là bạn trai của Diệp Vị Miên. Bà nội vui mừng khôn xiết khi nghe tin đó, bà rất hài lòng, bà còn khen Cố Ngôn Lạc đẹp trai quá, thấy bà thích Cố Ngôn Lạc quá, tư thần không còn vui nữa. Anh ta chỉ muốn cạnh tranh với anh ấy, thi xem ai làm tốt công việc ở nông trại. Cả hai vừa đến sân thì nhìn thấy Diệp Vị Miên, Cố Ngôn Lạc nhanh chóng đẩy Tư Thần sang một bên, nói lời chào với Diệp Vị Miên, Tư Thần tức giận phun cho anh ấy một thùng thuốc, Cố Ngôn Lạc bất ngờ ngã xuống đất, Diệp Vị Miên đã tức giận, nói anh trẻ con, nhưng ngủ vào ban đêm trở thành một vấn đề, nhà bà ngoại nhỏ hai tình địch chỉ được ngủ chung một giường và chỉ có một cái chăn diệp vị miên và bà vừa đi ra hai ông lớn như trẻ nhỏ bắt đầu cuộc chiến giành chăn cố ngôn lạc cuối cùng đã thắng đối thủ của mình cái chăn thuộc về anh ấy bình minh lên cả hai lại cùng nhau đi vẽ họa cố ngôn lạc đáng thương chỉ có thể nhìn từ xa cả hai đang nói chuyện và cười với nhau lúc này anh rất buồn đợi hai người đi vẽ về bữa ăn của bà đã sẵn sàng nhưng cố ngôn lạc vẫn chưa quay lại diệp vị miên sợ rằng sẽ xảy ra điều gì đó với anh ấy vì vậy cô bất chấp mưa để đi tìm anh trời đã tối mà cô vẫn chưa tìm thấy điều này làm cho diệp vị miên rất lo lắng đột nhiên cô dẫm phải thứ gì đó nhặt nó lên và mở nó ra hóa ra là một chiếc vòng tay quay lại cô thấy cố ngôn lạc đang tìm chiếc vòng tay cố ngôn lạc lấy chiếc vòng tay và xin lỗi diệp vị miên đảm bảo rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa và tự tay đeo chiếc vòng cho diệp vị miên chiếc vòng này cuối cùng cũng được tặng hiểu lầm đã được giải quyết hai người ôm nhau và bên kia tư thần đã nhìn thấy cảnh này sau khi nói lời tạm biệt với bà vào ngày hôm sau hai người tay trong tay rời đi cố ngôn lạc chiến đấu cùng tình địch cuối cùng thắng lớn diệp vị miên vừa về đến nhà bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế trang phục mẹ của cố ngôn lạc với tư cách là người tài trợ tất nhiên không thể thiếu sự góp mặt của cố ngôn lạc anh ấy vừa đến thì nhìn thấy tư thần anh ta là giám khảo anh ta cố tình vào hậu trường để cổ vũ diệp vị miên cố ngôn lạc kéo diệp vị miên vào vòng tay của mình cuộc thi chính thức bắt đầu lộ giao và diệp vị miên hợp tác khá ăn ý mọi thứ đã sẵn sàng giây phút căng thẳng nhất đã đến tư thần lên sân khấu để công bố người chiến thắng cuối cùng diệp vị miên vô địch khoảnh khắc cô nhận cúp tôi không đồng ý với kết quả này nói rằng có một cái gì đó mờ ám trong cuộc thi này họ cũng cho biết nam giám khảo và cô gái quen nhau đã lâu và ngay lập tức lấy ra một bức ảnh của hai người họ trong cùng một khung hình lập tức nơi này hỗn loạn những người khác cũng nói nó quá bất công tư thần không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ bài thi của diệp vị miên diệp vị miên tức giận đến mức không biết phải nói gì lúc này cố ngôn lạc không thể ngồi yên để thuyết phục những người thi khác thua anh đề nghị thi một bài thi phụ và mời ban giám khảo trình bày câu hỏi để kiểm tra năng lực của diệp vị miên tử thần để ngăn người khác nói không công bằng tự nguyện giúp không làm giám khảo diệp vị miên cũng đồng ý cuộc thi phụ vì cô ấy muốn thắng bằng chính sức lực của mình và để những người nghi ngờ cô không có gì để nói nhìn vào vòng tay của cô truyền cảm hứng cho cô ngay lập tức bắt đầu vẽ bản thảo thiết kế lúc này cố ngôn lạc và tử thần ngồi dưới ghế cũng đứng trên cùng một thuyền diệp vị miên nhanh chóng cho thấy sản phẩm của cô và giải thích triết lý thiết kế của mình thật là một ý tưởng tuyệt vời nó có thể được thực hiện đến mức này trong một thời gian ngắn như vậy được sự nhất trí của ban giám khảo và mọi người trở thành nhà vô địch xứng đáng để những người nghi ngờ cô phải nhục mặt ngay lập nhìn thấy diệp vị miên và tử thần có quan hệ thật thân thiết cố ngôn lạc bước về phía trước một cách giận dữ kéo diệp vị miên và rời đi và cô cũng bị tử thần tóm lấy hai chàng trai đang bật chế độ cãi nhau diệp vị miên bất lực chỉ có thể một mình đi tử thần nhìn thấy diệp vị miên vào ngày hôm sau vui vẻ bên cố ngôn lạc vì hạnh phúc cả đời của diệp vị miên anh ta đã định từ bỏ nhưng trong nháy mắt anh ta lại phát hiện diệp vị miên quá đói vì chuyển phát nhanh đến nỗi cô không có thời gian để ăn lại đau bụng ngay lập tức đưa cô đến studio của mình và nấu mì cho diệp vị miên sau khi cố ngôn lạc phát hiện ra anh ấy đã vội vã đến tử thần không nghĩ anh ấy đủ quan tâm đến diệp vị miên thế chỗ bạn trai nhưng anh ấy đã không làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai anh nói diệp vị miên hôm nay đau bụng suýt ngất bên vệ đường cố ngôn lạc nói rằng anh ấy sẽ chú ý trong tương lai Tử thần cảm thấy mình không thể ngồi yên được nữa, sau đó, anh gọi cho Diệp Vị Miên, mời cô xem triển lãm nghệ thuật tốt nghiệp của anh ấy. Ngày hôm sau, Diệp Vị Miên và Cố Ngôn Lạc cùng nhau đi xem triển lãm nghệ thuật, ngay khi hai người họ đến Cố Ngôn Lạc đã nhận được một cuộc gọi từ mộ trạch. Anh đã ra ngoài trước, Diệp Vị Miên thấy rất nhiều bức tranh có mình trong đó, đó là tất cả những kỷ niệm của cô và tử thần khi họ còn trẻ. Một số bức tranh đã vẽ cô cận cảnh, nhìn thấy bức tranh Diệp Vị Miên cảm thấy phấn khích và hạnh phúc, thật bất ngờ, tử thần đột nhiên xuất hiện với bó hoa diệp vị miên sững sờ trong giây lát tử thần thực sự đã lớn tiếng tuyên bố trước mặt rất nhiều người nhưng diệp vị miên đối mặt với lời tỏ tình của tử thần cô chỉ có thể nói xin lỗi anh vì trong tim cô chỉ có cố ngôn lạc thấy tử thần rất buồn diệp vị miên chỉ muốn nói gì đó để an ủi anh nhưng đèn đột ngột tắt cố ngôn lạc xuất hiện đúng lúc kéo cô đi trước khi đèn bật sáng bị bỏ lại tử thần với khuôn mặt thất thần nhìn ảnh diệp vị miên đã đến lúc từ bỏ lúc này diệp vị miên liên tục xin lỗi cố ngôn lạc cô luôn coi tử thần như anh trai của mình chưa bao giờ nghĩ rằng tử thần sẽ tận dụng triển lãm nghệ thuật để tỏ tình với cô thực ra được thích cũng là một loại may mắn làm sao cố ngôn lạc có thể tức giận về vấn đề này cả hai cùng nhau đi làm gốm đi cưỡi ngựa cùng nhau diệp vị miên không trốn nữa cô cũng chủ động hôn cố ngôn lạc hai người hôn nhau say đắm trên lưng ngựa điều này là quá ngọt ngào nhưng khoảnh khắc hạnh phúc bao giờ cũng ngắn ngủi một giây sau hai chị em xuất hiện trong phòng hiệu trưởng hóa ra cô bạn kia đã gửi ảnh chụp cho hiệu trưởng bí mật của hai chị em vẫn bị phát hiện Cả hai đang tranh giành để thừa nhận sai lầm của mình với hiệu trưởng, cả hai đều đồng ý, khi biết tin, Cố Ngôn Lạc đã đến ngay lập tức, điều này thật phi lý, hiệu trưởng đã đổ hết lỗi lên đầu Cố Ngôn Lạc, Diệp Vị Miên đang đứng ngoài cửa, cô đã lắng nghe tất cả, Cố Ngôn Lạc bị hiệu trưởng phạt, tất cả đều liên quan đến Diệp Vị Miên, cô không thể tiếp tục như thế này, vì vậy, cô đã đưa ra một quyết định lớn, Diệp Vị Miên thấy Cố Ngôn Lạc đi ra khỏi đó, cô muốn hai người xa nhau một thời gian để bình tĩnh lại, Cố Ngôn Lạc tóm lấy cô, anh không đồng ý cô gái buộc phải chia tay với cố ngôn lạc chỉ sau khi chia tay cô mới nhận ra rằng cô không thể quên anh ấy kỷ niệm vui buồn ngày xưa của hai người cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô nhưng vì tương lai của cố ngôn lạc cô đã chia tay anh ngày hôm sau diệp vị miên đã công khai thừa nhận ở trường rằng cô đã thay thế em gái của mình ở trường và sẵn sàng tự nguyện thôi học chịu mọi trách nhiệm cô hy vọng nhà trường có thể khoan dung cho diệp trầm hàm và cố ngôn lạc về nhà gói ghém hành lý và chuẩn bị ra đi thấy cuộc gọi từ cố ngôn lạc cô cúp máy không do dự vẫn chưa tới thời gian để rời đi cố ngôn lạc biết rằng cô đã bỏ học đã đến gặp cô không nói gì và để anh ấy đi ngày hôm sau diệp vị miên kéo hành lý của cô và rời đi nhưng đã bị chặn lại bởi lộ dao và mộ trạch làm sao họ có thể đứng nhìn một đôi yêu nhau thật lòng chia lìa cuối cùng dưới sự sắp xếp cẩn thận của cố ngôn lạc dư luận đang hoàn toàn ủng hộ diệp vị miên lãnh đạo nhà trường quyết định rằng sinh viên trao đổi của diệp trầm hàm có thể tiếp tục được bảo lưu diệp vị miên không phải bỏ học nữa diệp vị miên khi nghe tin ngay lập tức tìm đến biệt thự của cố ngôn lạc cô đến trường một lần nữa để tìm cố ngôn lạc nhưng anh thậm chí sẽ không nói một lời diệp vị miên ôm anh từ phía sau xin lỗi và cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh ấy nhưng anh đã tàn nhẫn mở tay diệp vị miên chỉ có thể nhìn anh rời đi nhưng cô sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy thế là anh đến thư viện nơi cả hai đã có rất nhiều kỷ niệm đưa xúc gà cô tự làm cho anh nhưng trong chớp mắt anh đã biến mất diệp vị miên và cố ngôn lạc đang chơi trò trốn tìm cô tìm anh xung quanh như không thấy nhưng bên này anh đã lấy đi món súp mà Diệp Vị Miên làm cho anh. Lần này nó kết thúc trong thất bại. Sự thất bại nhỏ này không là gì đối với cô. Diệp Vị Miên đã cùng em gái mình dẫn Cố Ngôn Lạc đến nơi hai người bắt đầu. Xem bức tranh này, để Cố Ngôn Lạc nghĩ về nụ hôn tình cờ đầu tiên của họ. Nơi này chứa đầy kỷ niệm của hai người họ. Diệp Vị Miên cũng bày tỏ tình yêu của mình. Sau bao nhiêu thử thách, Cố Ngôn Lạc cũng nhìn thấy sự kiên trì của Diệp Vị Miên, cô sẽ trân trọng tình yêu khó giành được trong tương lai. Cố Ngôn Lạc không còn làm khó cô nữa. Cả hai cuối cùng cũng ở bên nhau ngọt ngào hôn nhau say đắm vậy là bộ phim đến đây là hết rồi hẹn các bạn ở các bộ phim tiếp theo bấn theo dõi kênh để xem những bộ phim hay nhé